Nói đi. Bây giờ trước tiên thì em cảm ơn nhất là hai chồng qua, là sao nữa là gì với các anh chị cũng giúp cho mẹ được nhà làm đẻ để che nắng che mưa. Vợ cũng cũng xin cảm ơn. Rồi giờ cũng chúc hai chồng qua với cô với anh chị rồi cũng làm ăn phát tài phát lộc nha. Mình ăn vui sự làm ăn phát tài phát lộc nhất nha. Đây giờ anh Quang và chị Thảo, cái tên là nói lên tất cả, các bạn không thấy không? Tên Quang là nó cũng có ý nghĩa đó, đó là chị Thảo đó, thấy bà ở như vậy đó, thấy thương xót cho bà nên tặng cho bà một cái căn nhà. Nói chung thì bà bây giờ bà có con chứ không phải không có con, có con có cái đầy đủ mà cho con cái nó quá nghèo nên bà không có thể mà ở chung với con cái được, nên bà cũng muốn ở sống một mình cho nó thoải mái và tự do hơn. Chị Thảo với chồng chị Thảo là anh Quang quyết định tặng cho bà một căn nhà mơ ước như thế này. Rồi các bạn sẽ theo mình xem căn nhà đẹp như thế nào ha. Đây là mình tới một căn nhà của bác. Bác này già rồi mà đều không có ở được với con cháu á, nên ở một mình, nên có hai vợ chồng tấm lòng Bồ Tát cho bà nè, có căn nhà để ở riêng rồi cho thoải mái á. Già người ta không thích sống với con cái á, bởi vậy nên nên mình tới mình quay. Dạ con chào bà. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 80 à. Bà ở với ai? Ở với một mình thì cái cháu thấy vậy nó cho xuống mà ở hữu hủy chợ đau bệnh. Dạ. Bây giờ nó về đi học. Về đi học hả? Ở dạ phải có một người, bà già rồi phải có một người cháu ở chung với bà. Dạ, để coi lúc mà nửa đêm nữa không bà, đôi khi bà bệnh á rồi cháu nó biết. Dạ, phải vậy bà nghe. Để có cháu nó ở chung. Chứ con biết già cả rồi, không có muốn ở chung với con cháu nào hết trơn á, ai cũng vậy hết trơn á. Dạ, mà đều tại vì nửa đêm nửa hôm á bà, là phải có một người ngủ chung để biết bà khỏe. Lúc mà bệnh hoạn á thì hả, có cháu mình á, nó có gì thì nó còn kêu người này kêu người kia. Mà trời Phật ủng hộ coi, chị á là đi chết. Không biết là máu hoa gì, không biết mồ hôi lấy như nước ở trên mà xấu xuống cái tắm rồi tôi hết nước mình mẩy rồi. Dạ. Cái chanh tôi nhớ thì tôi mới đi xuống lần lần ra tôi lấy miếng chanh tôi cắt. Dạ. Huyết áp vậy, huyết áp lên đó bà. Vậy hả? Ừ. Nước mà xấu. Dạ. Bà lấy chanh á, bà chà ngay gần cổ á. Bà nuốt vô thì cũng tốt. Ừ, nó hạ. Đỡ. Đỡ. Dạ, đỡ vậy hạ nó khỏe. Dạ. Ờ hả? Đất này của mình hả bà? Dạ, đất có con gái đứng chờ. Chị đất của chị hả? Dạ, để vậy để cho bà ở. Rồi cũng lót gạch lót đồ nó cũng sáng sủa ha. Bà đi tới đi lui nó cũng sạch sẽ. Trời ơi. Từ cái nhà này cũng mừng cho bà lão. Nếu mỗi lần trời mưa thì nước ngập tất như gian như cái chạy dịch, cái chạy mà ta chạy đồng dịch mà ta tắt vậy đó. Dạ. Chị ngồi đó. Chị con của bà nè. Chị ngồi trước đó. Rồi bà rồi nấu nướng ai nấu cho bà ăn? Nấu ên hả? Nấu củi thôi. Nấu củi thôi. Già lắm, mấy người già người ta khó tắm, mấy người già người ta khó, người ta muốn ở sống một mình mà ai ba la số là đều vậy hết á. Dạ dạ đúng rồi, con cái không chịu đâu. Đâu mà có cái nhà này cũng có nhà này cũng mừng cho bà. Dạ. Dạ mừng ngủ thấy tội ha, mừng ngủ không được. Dạ. 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 Đây là cái tấm lòng hảo tâm nè, đây là tấm lòng của chị nè, chị đây tài trợ căn nhà này. Đây là nấu lẩu luôn. Đó là gia đình của chị đó, gia đình của chị tài trợ để làm cái căn nhà này đó để cho bà đó. Đó đây
Đây là chị của chị đó, hồi nãy à, tấm lòng Bồ Tát hết đây. Đây là những tấm lòng Bồ Tát để giúp đỡ cho căn nhà này cho bà đó. Rồi đó, à, đó. Mừng ngủ không được. Đó. Đây là xuống để coi hoàn thành căn nhà đó. Đó, làm cho bà rồi giờ mới xuống coi để coi hoàn thành căn nhà được rồi. Ổn định chưa để chị trao tặng cho bà. Đây là bữa nay là chính thức trao tặng cho bà căn nhà này. Đó, chị em đó. À, phải nói từ thiện thì mà dễ đâu à, nói được chứ mà đôi khi nhiều người làm không được các bạn. Các bạn hãy xem nha. Ở đây là xã gì em trai? Ở đây là xã gì thôn gì? Xã Minh Hòa hả? Ấp Ba Phương hả? An Phương hả? Xã huyện Châu Thành à. À, huyện Châu Thành, xã ấp Hương Thương, xã Vinh Hòa, huyện Châu Thành. Cái này là tỉnh Kiên Giang nha các bạn nha. Ở đây là những tấm lòng của ở tỉnh Kiên Giang đó. Những là những tấm lòng hảo tâm ở tỉnh Kiên Giang. À, này là trao tặng cho bà đây, bà ngồi đây. Bà nói bà mừng mà ngủ không được cái tội nghiệp kia. Rất là đáng thương luôn, rất là trân trọng. Những tấm lòng Bồ Tát nha các bạn nha, có tấm lòng hảo tâm đi giúp đỡ người nghèo vùng sâu vùng xa đó nha các bạn, chứ không phải là ở ngoài đâu, vùng sâu vùng xa không á. Đó. Đó bà ở con mình là bà thờ nè, bà thần cúng coi tặng bà căn nhà, bà ngủ không được, bà mừng quá bà ngủ không được. Giờ hết mưa, hết sợ mưa, sợ giọt thì tự động bà ở. Mấy người già thì thường thường muốn ở một mình vậy đó. Nên chị trao tặng. Đức thầy đó hả? Đức thầy của người ta thỉnh rồi nguyên thân đem lại cho nó đỡ cho bà thờ. Dạ, đức thầy không được. Bị gì nhà anh ta đang đem đỡ vậy? Dạ. Phật ông nào mà đỡ cho tôi lãnh hết. Đây là nhà hảo tâm. Nhà hảo tâm tài trợ làm căn nhà này cho bà. Nhà nào bà rất là vui luôn. Đó, vợ chồng anh này là có lòng hảo tâm nè, có tấm lòng Bồ Tát nè, đi tới nơi để tặng cho bà cụ được căn nhà nè, mà đang mưa nha các bạn, đang mưa đó. Đó đây là đây hai vợ chồng của anh chị á, tặng căn nhà á. Tặng rất là nhiều nhà luôn nha các bạn, chứ không phải là một căn đâu. Anh chị đi từ thiện dữ lắm. Mà anh chị này ở Rạch Giá nha, tỉnh Kiên Giang. Vui lắm, bà già vui lắm. Tôi đang coi cái bàn thờ của bà thờ. Anh vợ chồng có tấm lòng Bồ Tát, còn trẻ thôi nhưng mà đều người ta có tấm lòng Bồ Tát. Chỉ cũng nói giàu thì cũng không có giàu đâu gì mấy đâu, mà đều tại vì do chỉ có tấm lòng Bồ Tát nha các bạn. Chứ nhiều người giàu hơn chỉ chứ mà là làm không được như chỉ nha. Nói là cụ bò vậy kia là dạ gia đình của chị ông già rồi không có chịu ở với ai á, ở với mình êm vậy đó mà hả, nước ngập lụt á, giờ có hai vợ chồng hả có tấm lòng Bồ Tát bởi vậy mới làm cho được cái căn nhà như vậy. Bà rất là vui luôn, bà vui rồi bà ngủ không được luôn, thấy tội nghiệp ghê luôn á.
nên là cho mình quay xa 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 cho các bạn xem ha. Đó, thấy không? Làm rất là đẹp luôn, bằng tôn nha. Đó, bằng tôn nha. Đó, ảnh đó, hai vợ chồng ảnh đó, hai vợ chồng có tấm lòng hảo tâm đó, là chuyên đi xây nhà, đi làm từ thiện như vậy, hai vợ chồng đó. Đó. Cái chỗ nào mà nghèo là có hai anh chị, cái chỗ nào mà không có nhà ở là có hai, có mặt hai anh chị, cái hai anh chị là giúp đỡ cho người ta nghèo á. Ở Rạch Giá nha các bạn. Rồi các bạn xem nhớ đăng ký kênh và subscribe ha. Rồi có ý kiến gì hãy bình luận dưới đây cho mình biết nha, để mình sửa thêm nha. Đây nè, đây là hai nhà từ thiện nè, hai người nhà từ thiện. Đây là xây nè, đây là người có tấm lòng Bồ Tát nè. Rồi có hình Đức Thầy, rồi hình Phật kia nọ đó, thì tối tối nhớ niệm Phật rồi nhiều nhiều vô. Trời, tôi lên nè. Nhưng mà cũng hơn cái thanh tịnh. Mình nở rồi cái mình đi quên. Một lần cái nhà đấy bị sập rồi đó, để bên mấy thông hàng một lần đó. Nó thông hàng một lần đó, vậy nó chờ, nó chạy mưa, chạy nắng, chạy mưa đồ quý lắm. Ai còn chăm đỡ cho tôi, ai chấm hình gặp, gọi chấm hình đó. Nhưng mà người ta gửi cái hình này thì bà biết là ai không? Hôm nay nè, cái hình đó nó quỳnh giáo chủ là cái hình đó mừng mấy năm rồi. Còn hai cái hình này, hai cái hình kia nè. Phật đó có hình của Đức Thầy nữa đó. Thầy trẻ. Ừ, mà đó chỉ gửi hai ta hai cái mà chưa che kiếm chỗ gì che lên. Chúng thầy là đạo để chồng con ấy nha. Dạ. Con là đạo mà hảo đó, đạo thầy á, cái đạo mà đó đó là giáo hòa hảo đó, làm từ thiện nhiều, chưa lựa thầy cái là đúng rồi, phải tin tưởng nhiều. Mấy năm rồi đó. Hòa hảo là đạo câu đài phải không chị? Phải hả? Đức thầy hả? Làm cầu, làm nhà, làm đồ là đạo hòa hảo. Biết cơm từ thiện rồi đó. Mà đâu mà ăn gì. Thôi ấy mình xin về. Mình về giờ nào về đâu, cần mưa tạnh gì đâu. Chị xé ơi mà. Thôi giờ chắc mình xin kết thúc cái video ở đây nha. Xin chào các bạn nha. Rồi mình sẽ tiếp theo cho các bạn xem những clip tí hay hơn, có ý nghĩa hơn. Rồi xin chào các bạn.